Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày mới an lành. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay xin phép được cập nhật nhanh với quý vị thông tin về đội tuyển Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam, các cô gái vàng của Việt Nam ở tại World Cup lần này. Đó là vào ngày hôm qua, vào khuya ngày hôm qua theo giờ ở Mỹ đó, thì đội tuyển Việt Nam đã đối đầu với lại đội Bồ Đào Nha và đã thua Bồ Đào Nha là 2-2. Như vậy thì đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên, đội bóng đầu tiên ở bảng Y đã chính thức bị loại ở giải World Cup năm 2023 kỳ này thưa quý vị. Nhưng mà có một cái chi tiết đó là mặc dù là thua đội Bồ Đào Nha là 2-2, nhưng mà theo giới chuyên môn Hoàng Vy đọc được những cái thông tin, những cái bài bình luận đó, thì họ nói rằng là Việt Nam thi đấu cũng khá là tốt trong cái trận này. Mặc dù trước đó đó nhiều người dự đoán là có thể Việt Nam sẽ thua Bồ Đào Nha cũng phải là 3-3 trở lên. Và đặc biệt báo chí người ta ca ngợi là thủ môn Kim Thanh đã có một cái trận đấu phải nói là khá là vất vả, với lại ít nhất là có 3 tình huống cứu nguy ở trong cái khung thành của mình trong vòng khi mà trận đấu vừa mới bắt đầu 10 phút thôi. Nhưng mà cuối cùng thì rất là tiếc là cái khung thành của thủ môn Kim Thanh đã rung lên 2 lần. Và nhận xét về cái phong độ thi đấu của các học trò của mình á, thì huấn luyện viên là ông Mai Đức Chung, ông nói là lẽ ra còn thua nhiều nữa kìa. Lẽ ra là còn thua nhiều nữa chứ không phải là chỉ có thua hai bàn như thế này đâu. Nhưng mà ông cũng có nhận xét một điều rằng là hai tiền vệ trụ ở trong đội đó cứ mãi mê là chạy lên trước để mà ghi bàn, nhưng mà quên rằng đó là phải tạo một cái hàng gọi là phòng ngự chắc chắn thì mới không bị thủng lưới như vậy. Đó là nhận xét của huấn luyện viên. Thanh Nhã, gương mặt mà trong số chương trình sự kiện trong ngày kỳ trước Hoàng Vy có thưa quý vị đó, báo chí phương Tây cũng có để ý đến gương mặt này. Ví dụ như tờ CBS Sport đã có viết một cái bài viết và nhận định và khen ngợi cô Thanh Nhã. Thì Thanh Nhã cũng nói rằng, thừa nhận rằng kỳ này các cô gái đã thi đấu khá là nóng vội, bởi vì cứ muốn là phải ghi bàn, cho nên là đã không có tạo được cái hàng phòng ngự chắc chắn. Và trong cái trận Bồ Đào Nha ngày hôm qua là Thanh Nhã lần đầu tiên là ra quân ở giải World Cup này luôn đó thưa quý vị. Lần đầu tiên ra quân và cũng đã phải chấm dứt những cái trận sắp tới và phải về nước. Đó là câu chuyện về đội tuyển nữ Việt Nam. Thì thôi, như vậy cũng là, nói chung là người hâm mộ cũng khá là thất vọng, bởi vì đội tuyển Việt Nam đã không có đi sâu vô nữa. Nhưng mà cái điều này, cái kết quả này là không trái với cái sự dự đoán trước đó. Và đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên mà lọt vô được cái giải World Cup và đã thi đấu như vậy rồi, thôi thì nó cũng đáng, cái tinh thần cũng đáng được khích lệ. Nhưng mà mình nhìn ở cái mặt tích cực đó thưa quý vị, look on the bright side, nhìn ở cái cảnh tích cực, thì các cái ông gọi là fan, các cái ông nam fan hâm mộ của các cái cô gái vàng, đặc biệt là Thanh Nhã này, quý vị nhớ ở cái thời điểm mà đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức được thi đấu ở World Cup đó, ở fan ở Việt Nam mấy ông coi như là rần rần coi như thổn thức và mất ngủ vì Thanh Nhã. Thôi thì xong cái chuyện này để cho những cái fan được trở về sống cuộc sống bình thường, để trái tim không có ngủ yên nữa thì nó cũng mệt lắm, chẳng làm được việc gì khác. Đó là câu chuyện về đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam. Chuyển sang một cái tin tức khác liên quan đến ông Hun Sen thưa quý vị, ông thủ tướng Campuchia, và chỉ trong vòng 3 tuần sắp tới đây nữa thôi thì ông sẽ không còn là thủ tướng Campuchia nữa, bởi vì ngày hôm qua ngày 26 tháng 7 ông Hun Sen vừa mới công bố một điều rằng á, là ông công bố hai ý. Thứ nhất là trong 3 tuần tới con trai của ông là Hun Manet sẽ lãnh đạo chính phủ mới và sẽ thay ông, sẽ lắp vô cái vị trí là thủ tướng của Campuchia đó. Và ông Hun Sen nói như thế này nè, là cái chuyện này không phải là chuyện cha truyền con nối đâu, mà là con của ông đã phải trải qua một cái quy trình bầu cử đàng hoàng và theo đúng quy trình nha, chứ không có phải là cái chuyện là cha truyền con nối và nhận được bất kỳ một cái đặc ân, một cái ân huệ gì lớn đâu. Đó là ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai đó là ông nói là cái việc mà ông nhường lại cái vị trí thủ tướng như thế này á, là một cái sự hy sinh rất là lớn nhằm chuẩn bị cho một cái sự ổn định, cho một cái sự tiếp nối và cho một cái sự lâu dài. Và ngoài ra ông
ông cũng viện dẫn trường hợp quốc vương Sihanouk trước đây từng thoái vị rồi để cho chuyển giao quyền lực để mà cho có một cái sự tiếp nối như vậy. Đó là lời của ông Thủ tướng Hun Sen, thưa quý vị, mà nhiều Hoàng Vy nói trong vòng 3 tuần sắp tới sẽ là cựu thủ tướng. Nhưng mà có một điều rằng ông Hun Sen đã không có nói rõ là ông sắp tới đây sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng tôn vương vương thất, là gồm cơ quan gồm có 9 thành viên chịu trách nhiệm lựa chọn quốc vương Cambodia và có thể là làm chủ tịch của thượng viện nữa. Cho nên thực ra nhìn bề ngoài thì có vẻ như là ông Hun Sen ông từ chức, ông rũ bỏ sự nghiệp chính trị của mình. Bởi vì ông nói mà, trong cái lời thông báo vào ngày hôm qua, ông Hun Sen nói, ông tự hào, ông nói rằng á, là ông nhận được, lẽ ra là ông nhận được cái kỷ lục của Guinness luôn, là bởi vì người làm, cụ thể là ông nói như thế này nè, ông đã phá kỷ lục Guinness thế giới với sự nghiệp chính trị khi mà trải qua 4 thập niên trên cương vị thủ tướng, 44 năm phục vụ trong chính trường. Nhưng mà trước đó, ông phá kỷ lục thế giới khi là ngoại trưởng trẻ tuổi nhất ở tuổi 32, rồi sau đó trở thành thủ tướng cũng trẻ tuổi nhất và duy trì cái quyền lực của mình trong vòng 4 thập niên vừa qua. Đó là lời tự hào của ông Hun Sen đã nói như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà có vẻ là kỳ này đó, thực ra là ông trao lại cái ngôi thủ tướng cho con trai của mình, nhưng mà không phải là ông đã rũ bỏ hoàn toàn sự nghiệp chính trị, mà là ông chuyển sang một cái vị trí khác, xem như là cha con của ông Hun Sen thâu tóm quyền lực vô biên, chứ không có rời chính trường như lời ông nói, là đây là một cái sự hy sinh cao lớn để mà cho cái thế hệ tiếp nối có thể ổn định được cái tình hình chính trị ở Cambodia. Đó là câu chuyện liên quan đến ông Hun Sen. Và nhân nói về ông Hun Sen, hơn 4 thập niên duy trì cái quyền lực của mình ở cái vị trí là thủ tướng của Cambodia mà ông nói đó là phá kỷ lục Guinness thế giới, thì chắc chắn là sẽ có một người rất là ngậm ngùi. Rất là ngậm ngùi, thưa quý vị, đó là ông Tần Cương. Ông Tần Cương đã từng ở vị trí ngoại trưởng của Trung Quốc mà chỉ trong một cái thời gian khá là ngắn ngủi, có 207 ngày mà thôi, để rồi sau một tháng mất tích, không có tâm tích, và cuối cùng thì bên phía Trung Quốc đưa ra cái lời ngắn gọn rằng ok, ngoại trưởng của chúng tôi không còn là Tần Cương nữa, mà bây giờ Vương Nghị, trước đó đã là ngoại trưởng, bây giờ sẽ trở lại làm ngoại trưởng. Coi như cũng là một câu chuyện bình cũ rượu cũ, nhưng mà có những cái diễn tiến mới liên quan về sự mất tích của ông Tần Cương mà người dân rất muốn được biết, cộng đồng thế giới cũng rất là muốn được biết, nhưng mà Trung Quốc không muốn cho chúng ta biết, thưa quý vị. Nhiều lần trong các cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, khi mà truyền thông hỏi rằng có thể soi rọi thêm một vài chi tiết, lý do là vì sao mà ông Tần Cương bị thay ngựa giữa dòng như vậy hay không, thì Bộ Ngoại giao dứt khoát không đưa ra một câu trả lời nào hơn, ngoài một cái câu trả lời ngắn gọn rằng những hoạt động của Bộ Ngoại giao vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Và Hoàng Vy nhiều lần, thưa quý vị, cái cách thông tin, cái cách truyền thông của những cái xứ sở độc tài, họ quyết định cho người dân của mình được biết điều gì thì chỉ biết đúng trong cái điều đó. Họ quyết định cho người dân tin vào điều gì thì người dân phải nên tin vào cái điều đó. Chính cách truyền thông như vậy đó sẽ làm rộ lên những cái lời đồn đoán, những cái lời đồn thổi, những cái lời dị nghị. Đó là chuyện thường tình thôi, không có gì lạ. Hiện nay có rất là nhiều tin đồn liên quan đến ông Tần Cương. Ví dụ như chuyện là vì ông Tần Cương có con rơi con rớt với một cô MC truyền hình, cho nên là ông bị sa thải như vậy. Hay là câu chuyện là ông ém nhẹm thông tin của một quý tử ở trong tổng tư lệnh bên bộ phận về tên lửa đó, thưa quý vị, rồi vô tình tiết lộ bí mật quốc gia, nhưng mà ông Tần Cương đã không có báo cáo về với chính phủ của Mỹ, về cho Bắc Kinh, cho nên là cuối cùng là ông bị trừ khử. Thậm chí có nhiều nguồn tin nói rằng là có khi là bây giờ là ông Tần Cương đã không còn ở trên cõi đời này nữa, mà đã phiêu diêu về miền cực lạc rồi. Rất nhiều những thông tin, những cái tin đồn như vậy và hoàn toàn chưa có được kiểm chứng được. Chúng ta phải chờ cho đến cái ngày, quý vị, chúng ta đợi khoảng chừng 2-3 tháng nữa đi, khi mà Trung Quốc biết đâu lại rộ lên cái tin là tìm thấy ông Tần Cương vì một cái căn bạo bệnh nào đó đã qua đời hay vì một lý do nào đó. Chúng ta phải chờ đợi, bởi vì những cái tin đồn ở trên mạng nó không có được kiểm chứng, cho nên chúng ta không thể nào tin vào những cái sự đồn thổi đó.
Nhưng mà cái này thì là nó chúng ta có thể tin. Đó là trên website của Bộ Ngoại giao, thưa quý vị, người ta rút toàn bộ tên tuổi và cái quá trình công tác của ông Tần Cương. Thì nhiều người mới nhận xét nói rằng là ủa, nếu như là chỉ vì một cái lý do bình thường thôi, ok, thay đổi nhân sự nè, hoặc là ông Tần Cương bị bệnh nè, hoặc là ví dụ như là ông đã thực hiện không có đúng theo cái quan điểm, cái đường lối của Bắc Kinh, vì có thể là ông mỹ hóa quá, ông cấp tiến quá, cho nên bây giờ thay đổi, thì người ta vẫn cứ để bình thường thôi, vẫn cứ để trên website bình thường, đó là một cựu ngoại trưởng thôi. Tại sao phải xóa hết tất cả những thông tin về ông Tần Cương? Chính vì những cái cách làm rất là khó hiểu và mù mờ như thế này, một lần nữa mới tạo điều kiện cho dân tình người ta tha hồ đồn thổi. Đó là câu chuyện của ông Tần Cương 207 ngày ở trên cương vị là chiếc ghế ngoại trưởng. Mặc dù trước đó nha, nhiều người cho rằng ông chính là cái nhân vật gọi là rất là được ưu ái, rất là được cưng của ông Tập Cận Bình. Bởi vì đã có một cái thời gian, thưa quý vị, từ năm 2014 đến năm 2018, ông Tần Cương xem như là trở thành vụ trưởng vụ lễ tân, rồi tháp tùng ông Tập Cận Bình trong các chuyến công du thế giới, cũng như là trong các cái cuộc gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài, được đánh giá là phụ tá rất là đáng tin cậy của ông Tập Cận Bình. Tạp chí Diplomat từng mô tả ông Tần Cương là một trong những người nổi tiếng đầu tiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vì những cái phát biểu rất là ấn tượng, rất là quyết liệt. Rất là quyết liệt. Ví dụ, ông từng có những câu ví von nói về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung. Ông nói rằng Mỹ nhiều lần cứ nói rằng Trung Quốc chính là một cái đối thủ để mà cạnh tranh. Nhưng mà cái cách mà Mỹ hành xử đối với Trung Quốc không phải là đối thủ, mà là chỉ là lấn lướt và trấn áp và chỉ muốn có một cái kết quả duy nhất thôi. Đó là Trung Quốc phải thua. Đó là lời tuyên bố của ông Tần Cương trước đây. Và ông còn ví von nói giống như mà mình làm một cái công trình toán học mà có tổng bằng 0 á, thì đây là cái cách mà Mỹ đang đối xử với Trung Quốc, muốn kiểu gì xử ép Trung Quốc để rồi cái kết quả cuối cùng phần hơn phải thuộc về Mỹ. Hay ông ví von, ông nói rằng đừng có gọi là gọi là Trung Quốc hiện nay đó cứ đang đối xử, đang phải chống đỡ với cả một cái bầy sói hoang là Mỹ và Tây Phương đang cố gắng tìm mọi cách để mà dồn về và tấn công về Trung Quốc. Đó gọi là ngoại giao sói lang đó, nhưng mà thực sự cái đàn sói mới chính là Mỹ và Tây Phương đang tấn công Trung Quốc. Ông đã có những cái lời phát biểu mà đã gây rất là nhiều ấn tượng, thưa quý vị. Nhưng mà rồi cái sự mất tích kỳ này của ông Tần Cương, để rồi kết quả ngày hôm nay, nó cũng để lại rất nhiều những cái dấu hỏi lớn đối với những ai mà quan tâm đến tình hình chính trường. Và người ta thậm chí còn nói rằng ông Tập Cận Bình đã đưa ông Tần Cương lên đến từng ngần này và bây giờ đã làm cho ông Tần Cương mất hút ngần này. Vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái uy tín của ông Tập Cận Bình hay không? Một cái dấu hỏi lớn không có lời đáp cho đến bây giờ, mặt vẫn châu thưa quý vị. Nhưng mà ít ra ông Tần Cương còn được 207 ngày ở ghế ngoại trưởng, còn có một vị, ở cái ghế, ở cái chiếc ghế quyền lực của mình, nhưng mà cũng chỉ vỏn vẹn ngắn khó 45 ngày thôi. Thậm chí là truyền thông còn ví von là nhân vật này có cái vòng đời chính trị, cái chiếc ghế của mình còn ngắn hơn vòng đời của một cái búp xà lách nữa. Cái búp xà lách có khi nó còn sống lâu hơn là cái vị chính trị gia này. Đó là, không biết quý vị có nhớ không, bà thủ tướng của nước Anh, bà Liz Truss. Bà ở ghế thủ tướng có 45 ngày thôi, nhưng mà sau đó là phải từ chức, là bởi vì trong 45 ngày ngắn ngủi, bà đã gây ra rất là nhiều những cái sóng gió, những cái tranh cãi, những cái chỉ trích liên quan đến những cái chính sách kinh tế, những cái chính sách về cải cách, về thuế của bà đó. Cuối cùng là bà chịu không nổi nhiệt và bà đã phải ra đi. Đó, cho nên là bà Liz Truss, với cái chiếc ghế tại vị ở thủ tướng của mình nước Anh đó, chỉ có 45 ngày, rồi mới đến là ông Ngoại trưởng Tần Cương được 207 ngày. Cho nên cái sự mà tại vị lâu đời của ông Hun Sen của Cambodia 4 thập niên, đó là một cái điều mà bất kỳ những cái ông bà nào mà làm chính trị gia đó, thưa quý vị, rất là mong muốn có được cái quyền lực lâu dài như vậy. Và chắc nhiều người có cái điều mong muốn đó lắm. Và chắc Hoàng Vy nghĩ rằng quý vị đã có câu trả lời là ai. Nhưng nói về bà Liz Truss thì Hoàng Vy quẹo một chút qua bên nước Ý, đó là bà thủ tướng của nước Ý là bà Meloni, thưa quý vị. Thì vào ngày hôm nay, ngày thứ 5, ông Tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc tiếp đón
bà thủ tướng của nước Ý Melody đến với Tòa Bạch Ốc. Và họ sẽ có một số cái trao đổi mà Tòa Bạch Ốc có gửi ra thông tin nói rằng là sẽ nói về vấn đề về Nga và Ukraine, ủng hộ cho Ukraine trong cái cuộc phản công kỳ này. Và chẳng những như vậy, sẽ bàn về những cái vấn đề về đối phó với tình trạng dân di cư đó đang tràn về từ phần Bắc của châu Phi, đã đổ xô về phía Nam của Âu Châu, và đặc biệt cái tình trạng mà dân di cư đã chết hàng loạt ở trên biển Địa Trung Hải đó. Đây là một cái vấn đề rất là nhức nhối, không chỉ đối với nước Ý mà còn đối với các cái nước trong cái khu vực Liên Âu. Thì nó có một cái chi tiết này nè. Lúc mà bà Meloni trong cái cuộc bầu cử của năm ngoái, bà đã thắng cử và chính thức là bước vào cái vị trí là thủ tướng của nước Ý và dẫn dắt đảng bảo thủ, và người ta nói là lần đầu tiên kể từ sau đệ nhị thế chiến thì đã có một đảng bảo thủ được cầm quyền ở trong nước Ý như vậy. Và khi mà bà thắng cử thì ở bên phía này, ông Biden cũng hồi hộp dữ lắm. Ông Biden và đồng minh ở bên phía phương Tây hồi hộp nhiều lắm, là bởi vì bà có cái xu hướng rất là bảo thủ, rất là cực hữu. Và đặc biệt nha, bà Melody đã từng bày tỏ cái quan điểm của mình trong quá khứ là rất ngưỡng mộ đối với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và trong thời điểm cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, Nga xâm lăng Ukraine và đánh tơi bời như thế này đó thưa quý vị, thì Mỹ và Tây Phương đang dốc lòng đứng đằng sau để mà hỗ trợ, viện trợ cho Ukraine. Thì nếu như mà Ý đó, bất kỳ một nước nào ở trong khối châu Âu đó mà có cái sự quay ngược lại và ủng hộ cho bên phía Nga thì sẽ là một cái điều bất lợi. Nhưng mà kể từ ngày mà bà Melody bước vô cái vị trí thủ tướng thì rất là nhiều người ngạc nhiên bà lại công khai ủng hộ Ukraine trong cái cuộc phản công như thế này. Và ngày hôm nay khi mà gặp ông Tổng thống Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc đó, thì cả hai bên sẽ có trao đổi về cái kế hoạch là tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Đó là một cái điều mà những người quan sát về tình hình chính trường thế giới rất là ngạc nhiên. Và nữa thưa quý vị, trước đây khi mà bà chưa có bước vào cái vị trí thủ tướng đó, thì bà nhiều lần bà nói bà sẽ block lại cái phần bên Địa Trung Hải để mà cho dân di cư và cả buôn lậu ma túy đó, họ không có thể có cái ngõ nào để mà vào nước Ý hết. Nhưng mà cuối cùng khi mà thực sự nắm quyền rồi thì bà Melody đã không có bất kỳ một hoạt động là đóng cửa khẩu, đóng biên giới hay làm bất kỳ một cái hành động nào như cái lời tuyên bố rất là bảo thủ của bà trước đây. Rồi nữa, cả vấn đề về người đồng giới, trước đó là bà cực lực phản đối những cái người đồng mối quan hệ đồng giới, nhưng mà khi mà bà bước vào cái ghế thủ tướng rồi thì người ta thấy là bà bớt bảo thủ hơn, khi mà bà chỉ đưa ra cái quy định là chỉ có công nhận quyền cha mẹ của một cặp cha mẹ là khác giới, chứ bà không có đưa ra cái lệnh cấm hoàn toàn và cực đoan đối với những cái mối quan hệ đồng giới. Đó là một vài điểm về bà Melody, nhân vật mà Tòa Bạch Ốc sẽ đón tiếp trong ngày hôm nay thưa quý vị. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.